Vâng ạ. Vậy thì từ đây các em nó mới mang cái sự hiểu biết bản thể của mình nó ra cuộc sống. Thì ra cuộc sống này thì cái việc đầu tiên là nhận diện và ứng xử. Thì cái phần này là một cái việc mà hiện nay là trẻ con Việt Nam bị dính cái này, dính mắc cái này nhiều lắm. Thứ nhất là nó ra ngoài đời nó gà gô, nó không nhận diện ra đâu là người tử tế, đâu là người không. Có những đứa mà cha mẹ dạy chúng nó là con phải tin người đi. Thế thì ai nó cũng tin thì lại chết. Nhưng mà lại bảo chúng nó là con ơi đừng tin ai cả. Thế nó vô tình chúng nó ra ngoài đời chúng nó không tin ai thì nó cũng chết. Và điều quan trọng nhất phải dạy cho chúng nhận diện. Chúng ta đều tin tất cả mọi người, nhưng mà tin cái gì? Ví dụ bạn là vào vật chất, là tôi tin bạn là bạn sẽ, nếu mà bạn làm cái gì mà nỗ lực để kiếm tiền là tôi tin bạn sẽ làm tích cực. Và tôi sẽ không tin bạn giao cho bạn những cái vòng về làm những cái thứ mà mang tính cống hiến xã hội. Nhưng nếu họ ở vòng nghiệp lực thì tôi tin là giao cho bạn ở cái vòng cống hiến xã hội thì bạn sẽ làm tốt. Nhưng mà để mà gì ạ, đi kiếm tiền cho cộng đồng, cho bản thân bạn thì bạn sẽ gì ạ, không hào hứng. Nhưng cho vậy cho nên chúng ta phải hiểu được rằng là không có ai tốt toàn diện cả, mà chỉ có tốt với việc này và không tốt với việc kia. Vậy thì rõ ràng là chúng ta cũng không tin tất cả, mà chúng ta cũng gì ạ, không nghi tất cả. Thì như vậy là chúng ta gọi là ung dung tự tại. Cho nên là phải biết nhận diện và ứng xử. Cho nên cái này là một mô đun dạy rất là nặng, bắt buộc các đứa trẻ phải biết nhận diện và ứng xử. Ngay kể cả người lớn của chúng ta bây giờ chưa chắc đã biết cách nhận diện và ứng xử, chứ đừng nói là trẻ con. Cho nên cái này phải huấn luyện dần dần. Tiếp tục, trong cuộc sống thì phải hiểu về tài chính trong cuộc sống. Tài chính trong cuộc sống. Thế thì thưa các anh chị, kể cả các anh chị làm doanh nghiệp hay làm bất cứ cái gì, thì rõ ràng trong cuộc sống này các anh chị phải đặt 3 cái câu hỏi. Thứ nhất là làm việc này làm để làm gì? Đấy. Làm để làm gì? Tức là làm bất cứ cái gì đều đặt câu hỏi làm cái việc này để làm gì, hay chúng ta gọi là mục gì ạ? Mục tiêu. Ví dụ như bọn tôi làm kinh doanh thôi, bọn tôi cũng đặt câu hỏi là làm việc này để làm gì? Chúng ta mang vì làm để thỏa mãn cái đam mê, cái nghiệp lực của mình, hay là chúng ta làm vì tiền, hay chúng ta làm vì cái gì? Phải đặt câu hỏi rất rõ mục tiêu. Cái này là làm mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu thời gian. Và cuối cùng phải đặt câu hỏi là làm mất bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu tiền. Và bản chất trong cuộc đời chính là đặt 3 câu hỏi này để lựa chọn, để lựa chọn. Đấy. Ví dụ cùng làm ra một mục tiêu đấy mà mất nhiều thời gian hơn, cũng mất bằng đấy tiền mà mất nhiều thời gian hơn, thì rõ ràng tôi chọn cái mất ít thời gian hơn. Cũng làm cái việc đấy mà mất cùng nhau bằng thời gian như nhau mà tôi mất ít tiền hơn, thì tôi phải chọn cái mất ít tiền hơn. Nhưng mà hiện nay người Việt Nam gần như bị mất 2 cái biến này. Mất 2 cái biến này. Mà gần như chỉ biết là làm để làm gì, thậm chí mất cả cái biến đấy luôn. Tôi lấy ví dụ thôi. Ngay kể cả các anh chị đang làm cái việc mà cùng với con mình thôi, phải đặt câu hỏi học để làm gì. Thế thì tôi có một anh bạn, con nó cũng hỏi như vậy, và anh bảo là học để sau này có nhiều tiền. Thế thì con anh mới hỏi anh ấy là thế ngày xưa bố học thế nào, bảo bố giỏi nhất khối. Thế bây giờ bố có nhiều tiền nhất khối không so với bạn bố không? Thì anh ấy rất là ngại, anh bảo tôi không dám trả lời con tôi cái câu đó. Vậy thì rõ ràng đôi khi chúng ta chỉ biết là học để làm gì mà ta không trả lời được hết cho con, thì chính con cũng nghi ngờ cái việc học, nó không biết nó có đúng hay không. Cho nên những cái thứ này là, và đặc biệt dân Việt Nam mình quên mất hẳn cái biến tiền. Cho nên những cái đứa trẻ nó đi làm thuê, nó chỉ tập trung vào làm được việc thôi, chứ không mất biết là mất bao nhiêu tiền cho cái việc này. Chính vì vậy mà người Việt Nam đi làm việc nó rất là tiêu cực. Tôi lấy ví dụ, nếu họ hiểu được rằng là họ quay một cái video thì mà phải mất đến trả lương cho họ đến 10 triệu cho một cái video, thì rõ ràng tôi quay một video đắt quá, đúng không ạ? Và nếu tất cả mọi người đều hiểu được tài chính như vậy thì đứa trẻ nó bảo không, không, vậy thì con xin lương thấp đi, bởi vì quay một video mất 10 triệu thì con thấy là nó đắt quá. Thì tự khắc nó sẽ hạ cái chuẩn nó xuống và nó cố gắng nó quay được nhiều video trên một tháng hơn. Như vậy nó mới tạo ra một con người tích cực. Nhưng nếu không hiểu về tiền bạc thì cực kỳ tiêu cực. Đấy, cho nên là gì ạ? Tài chính trong cuộc sống. Và vấn đề tiếp theo, hiểu được tài chính trong cuộc sống rồi,
nhưng phải hiểu được quy luật, quy luật tự nhiên, kinh tế và xã hội. Xã hội. Đấy. Tôi lấy ví dụ cái những cái quy luật về kinh tế vĩ mô thôi. Hay trong đời sống này chúng ta bàn đến cái câu chuyện về làm kinh doanh, thế nào là làm kinh doanh? Và bản chất của làm kinh doanh chính là cái việc gì ạ? Chúng ta tạo ra cái giá trị cho khách hàng và giá trị trả lại, khách hàng trả lại cho ta một cái giá trị bằng tiền. Vậy thì chúng ta quy đổi gì ạ? Cái tiền, hàng, tiền. Nhưng mà để tạo ra giá trị cho khách hàng thì khách hàng cần những cái giá trị gì? Trong một con người thì bản thể cái đó là những cái quy luật thì gần như trẻ con Việt Nam không được học. Cho nên những cái thứ này các anh chị phải dần dần tiếp cận và hướng dẫn cho con. Và ai sẽ là những người thầy đầu tiên của con trong những cái chặng đường sắp tới? Thì thưa các anh chị, chính là anh chị. Đừng đổ hết cho xã hội, đừng đổ hết cho cô giáo, đừng đổ hết cho gì ạ? Nhà trường, xã hội. Mà chúng ta phải chung tay cùng với con. Vậy thì các anh chị dần dần phải hiểu bản thể những cái thứ này. Và thưa các anh chị, chính vì cái điều này cho nên là tập đoàn Siêu Việt Nam ấy, bọn tôi có thành lập ra trường trung học phổ thông và huấn luyện 7 cái mô đun này để tạo ra, kiến tạo lên một thế hệ mà học sinh ấy, sau này ra đời chúng phải có trí tuệ, thành công nhưng phải hạnh phúc. Như vậy tạo ra, kiến tạo ra một thế hệ trí tuệ, thành công và hạnh phúc. Cái đó nó cực kỳ quan trọng, bởi vì người Việt Nam mình thành công thì có nhưng chưa chắc đã hạnh phúc. Có thể có nhiều tiền nhưng chưa chắc đã có trí tuệ, bởi vì họ dùng những cái tiểu xảo trong cuộc sống. Thì như vậy làm sao có trí tuệ, thành công và hạnh phúc thì bắt buộc chúng phải hiểu hết những cái thứ này. Và chúng làm bằng gì ạ? Bằng chính cái năng lực bên trong của mình, chứ không phải nhờ vào các mối quan hệ hay xun xoe, hay là phải cúi mình trước một cái việc mà làm mà chúng ta thấy nó không chính đáng, để vì mấy đồng bạc và cuối cùng tâm nó không có an. Thì như vậy là nó phải giải quyết được 7 cái này. Nhưng mà sau khi biết được 6 cái hiểu về mình, hiểu về cuộc sống, thì cuối cùng các cháu nó xây dựng cho mình một cái bản đồ tương lai. Xây dựng bản đồ tương lai. Bản đồ tương lai. Thì như vậy cái môi trường của trường trung học phổ thông Siêu Việt Nam là kiến tạo nên một đứa trẻ thành công, trí tuệ, thành công và hạnh phúc. Thì chúng tôi build đầy đủ, phải xây dựng đầy đủ 7 cái tiêu chí này cho một đứa trẻ sau khi chúng tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì anh nào mà muốn có lộ trình đi học châu Âu thì bọn tôi phải trang bị đầy đủ các kiến thức để đi châu Âu. Anh nào mà muốn gì ạ? Thi vào một trường đại học và làm một cái nghề gì đó để trong tương lai nó có một cuộc sống hạnh phúc theo cái hướng mà của trẻ, tức là bọn tôi cá nhân hóa theo cái hướng ước mơ của trẻ, thì các cháu nó sẽ thi đúng vào được trường đại học đấy và thông qua gì ạ? Học tăng cường những cái môn bổ trợ. Và đặc biệt là mỗi một con người cho dù có sống ở đâu đi chăng nữa, ở môi trường nào đi chăng nữa, thì kỷ luật bản thân vẫn phải là số 1. Cho nên chúng tôi tạo ra cái môi trường trung học phổ thông này huấn luyện theo mô hình quân đội. Đấy. Và như vậy thì sẽ tạo ra kỷ luật bản thân. Và nếu mà chúng ta đồng hành cả phụ huynh cùng với trường trung học phổ thông của Siêu Việt Nam mà làm được cái việc này, thì tôi cảm nhận được rằng là chúng ta đồng hành để tạo ra con các anh chị trong tương lai nó hạnh phúc. Vì vậy tôi vẫn nói đùa với lại anh em rằng đây không phải là một khóa học, đây là một gì ạ? Đây là một việc đồng hành cùng với phụ huynh, cùng với xã hội, để chúng ta tạo ra một thế hệ những đứa trẻ của Việt Nam trong tương lai mà chúng phải gì ạ? Thành công, trí tuệ, thành công và hạnh phúc. Điều đó mới là niềm tự hào. Chứ còn chỉ kiếm được tiền mà bấn loạn thì rõ ràng không ổn. Vậy thì đây là 7 mô đun. Và để các anh chị ở nhà cùng với nhà trường mà rèn luyện 7 cái mô đun này thì rèn luyện như thế nào, thì mời các anh chị qua bài tiếp theo.